Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Hôm nay vốn dĩ là muốn đến để ép hồn. Bây giờ nhìn thấy thực lực thật sự của Vũ Thần Tông, sao mình còn dám nhắc tới? Chúng ta căn bản không thể nào so sánh cùng với Vũ Thần Tông. Cố bối, nghe nói Long Vũ Âm là tuyên bố với bên ngoài, nếu tông chủ không cưới cô ta, cả đời cô ta sẽ không lấy chồng. Ra mặt của tông chủ mỏng, vẫn có thái độ mập mờ với chuyện này. Tiểu tử này thật đúng là muốn tìm cái chết, lại dám cướp nữ nhân với tông chủ của Vũ Thần Tông. Ơi đáng ghét, mình đúng là không có não. Nghe bọn họ nói như vậy, Long Vũ Âm e rằng sớm đã là của riêng Nhiếp Ly rồi. Nhìn bộ dạng của hắn thì không sao, trong lòng có lẽ đã tức giận rồi. Nếu như hắn ra tay, Lăng Vân Tông ta không phải trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói hay sao? Nhiếp Tông Chủ, ơi, ta không biết giữa Long Cô Lương và Nhiếp Tông Chủ. Long Vũ Âm là đại tiểu thư của Long Ấn Thế Gia, là đồng bọn thân mật nhất của chúng ta. Chuyện trọng đại như vậy, đương nhiên là phải trưng cầu ý kiến của Long Cô Lương rồi. Mấy ngày gần đây, Long Vũ Âm tìm mình khắp nơi. Đầu của mình cũng lớn rồi. Ơi, mình đang no không có cách nào ứng phó, lại có Lăng Thiếu Tông Chủ tự tìm đến tận cửa. Nhiếp Tông Chủ, việc hôn nhân này hay là thôi đi, không cần phải nhắc đến. Ta ở đây xin lỗi Nhiếp Tông Chủ. Chuyện này làm sao có thể nói thôi là thôi được chứ? Ta vẫn là một người rất là sáng suốt. Nghe nói đã từng có một tông chủ của tông môn trêu chọc người của Yêu Thần Tông, sau đó chạy đến cửa xin lỗi. Tông chủ của Yêu Thần Tông đã đồng ý rồi. Kết quả ngày hôm sau, tông môn đó đều bị diệt môn. Lăng Thiếu Tông Chủ, Nhiếp Tông Chủ, Lăng Vân Tông của ta tuyệt đối là đồng minh kiên định nhất của Vũ Thần Tông. Chỉ cần một câu nói của Nhiếp Tông Chủ, cho dù là lên núi hóng gió xuống biển tắm, Lăng Vân Tông ta tuyệt đối là không có hai lời. Ta cũng không phải là nói chuyện này. Ta không biết Long Cô Nương lại quan trọng với Nhiếp Tông Chủ như vậy. Nếu đã như vậy, Lăng không tuyệt đối là không dám có suy nghĩ khác. Nhưng mà trên người của Lăng Vân Tông ta nguyện phục tùng theo sai khiến của Nhiếp Tông Chủ. Vậy chuyện cùng nhau đánh Yêu Thần Tông, dựa theo dặn dò của Tông Chủ, Lăng Vân Tông ta nguyện theo ngài. Ơi, nếu Lăng Thiếu Tông Chủ nguyện ý hỗ trợ, thế thì tốt quá còn gì bằng. Chỉ cần Lăng Vân Tông nguyện ý theo Vũ Thần Tông, Vũ Thần Tông ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người. Cảm ơn Nhiếp Tông Chủ. Không xử lý bọn ta là được rồi. Nghe nói gần đây Lăng Vân Tông gặp phải một chút phiền phức. Một chút phiền phức nhỏ, sao dám làm phiền Tông Chủ. Lăng Vân Tông là tông môn phụ thuộc của Vũ Thần Tông, Nhiếp Nhi ta sao có thể nào ngồi yên không quản. Vũ Thần Tông ta có vô số cao thủ, nếu như ngay cả phiền phức của tông môn phụ thuộc đều không thể nào giải quyết được, vậy làm sao mà phục nữa. Lục Phiêu, ngươi đem hai cao thủ của võ tông cảnh 500 long đạo cảnh đỉnh phong đi Lăng Vân Tông. Hả? Nhiều cao thủ như vậy, không lẽ nào muốn diệt Lăng Vân Tông của ta đấy chứ? Nhiếp Tông Chủ, nếu như trước đây ta có chỗ nào đắc tội, xin Nhiếp Tông Chủ thứ tội. Ơi, Lăng Vân Tông ta, chúng ta đi giúp các người chứ đâu phải là đối phó với các người. Vũ Thần Tông của ta là tông môn chính đạo, làm sao có thể tùy tiện làm ra chuyện diệt môn được chứ? Diệt tông môn của ta, bản thân hắn tự nói ra rồi. Ngươi yên tâm đi, chỉ là tương lai của Vũ Thần Tông có rất nhiều chuyện phải cần năng thiếu phối hợp. Vâng, đó là đương nhiên. Các việc sau này của Lăng Vân Tông đều sẽ do ngươi hoàn toàn phụ trách. Lục Phiêu, giúp toàn bộ người của Lăng Vân Tông di chuyển tới núi Vạn Đạo. Hiểu rồi, núi Vạn Đạo không phải ở ngoài trăm dặm hay sao? Người của Vũ Thần Tông ít nhất là 2 ngày là có thể giết đến. Lăng Thiếu Tông Chủ, chúng ta lập tức phải khai chiến với Yêu Thần Tông rồi. Lăng Vân Tông cũng là một vòng quan trọng. Chỉ cần Lăng Vân Tông các người di chuyển đến núi Vạn Đạo,
Vũ Thần Tông chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể đến tiếp viện. Đây cũng là vì cân nhắc an toàn cho Lăng Vân Tông. Cảm ơn Nhiếp Tông Chủ.